Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách như làm hoa chuối làm sao nó trắng, nó giòn và ngon như này nhé. Bây giờ các bạn cùng làm với mình để có cái cách sơ chế rất là tuyệt vời nhé, như này nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách ngâm làm sao để cho bí chuối của chúng ta nó trắng, nó giòn nhé. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình một quả chanh này và một thìa cà phê muối đầy này. Và mình sẽ vắt nước cốt chanh vào một cái âu nước này. Trước tiên vắt vào để mình hòa làm cái nước để mình ngâm nó không bị thâm đi chuối. Một quả chanh nhé, nước cốt của một quả chanh nhé, bỏ hạt đi nhé. Và một thìa muối. Nhớ là dùng chuối tây nhé. Các bạn hòa tan cái hỗn hợp nước muối này đi nhé, để mình ngâm để nó hết nhựa. Còn khi mà chọn bi chuối, các bạn chọn cho mình những cái quả bi chuối, những cái hoa bi chuối tươi này. Các bạn về các bạn để ngoài trời mấy tiếng cho nó héo bớt đi, để cho nó bớt nhựa ấy. Sau đó các bạn nột cho mình vỏ, bớt vỏ bên ngoài đi để cho nó đỡ cái phần vỏ già ấy, đến cái phần non thì mình mới thái. Khoảng 5-6 cây lá bên ngoài như này. Đấy, đến cái phần nó non như này rồi thì mình mới thái nhá. Nó bớt đi như vậy. Nhớ là phải là dùng chuối tây nhé. Để thái dễ hơn thì các bạn có thể chẻ bi chuối làm hai cho mình. Cái món này, cái bi chuối này các bạn có thể dùng để xào này, rất là ngon. Hoặc làm lộn nhé, thường thường hay dùng làm lộn, thái thật mỏng nhé và đều tay. Thái đến đâu thì các bạn thả luôn vào âu nước này đến đấy, ngâm khoảng 15 đến 20 phút, sau đó các bạn vớt ra và rửa lại thật sạch, bỏ hết cái hoa đi, chỉ lấy cái phần lá bi chuối này. Cánh hoa những phần vỏ này, cái phần hoa bên trong này thì bỏ hết, lấy những phần này đấy, chọn đến đâu thì các bạn cho vào ngâm đến đấy nhá. Bi chuối tươi khi mua khi ngắt về thì các bạn để ngoài trời mấy tiếng nhé, để thì sau đó các bạn sẽ làm nhé thì nó giãn cái nhựa đi ấy, thì khi mình làm thì nó sẽ đỡ bị thâm hơn đấy. Và chỉ dùng chuối tây thì nó mới ngon nhé. Nhà mình thì hay dùng cái món bi chuối này là mình hay dùng làm cái món là xào với thịt vịt. Bi chuối xào thịt vịt rất là ngon ạ. Các bạn có thể làm nộm mà tai heo ấy, nhưng mà xào với thịt lợn này cũng rất ngon ấy. Thì thái đâu thả vào luôn ấy, để cho nó ra bớt cái nhựa đi ấy, thì nó sẽ trắng bi chuối hơn ấy. Này các bạn, chưa kịp thái đã ra nhựa này. Thế nên các bạn phải thái thái nhanh tay và ngâm vào ngay. Những cái hoa vụn kia sao bỏ hết nhé, mình chỉ lấy cái phần đây, đấy, những cái phần này đâu. Bi chuối xào thịt vịt là một món cực kỳ ngon, ăn hòa quyện và ăn ngon lắm các bạn, cứ làm thử đi. Bạn nào không ăn được thịt vịt thì có thể xào thịt ngan ấy, nhưng thực sự là món đấy nên rất là ngon ạ.
mình cứ thái nhanh tay, mình thả luôn vào cái ô nước như vậy thì nó sẽ không bị thâm. Cái ô nước này nó có chanh, có chua ấy. Bây giờ mình có muối nữa thì nó sẽ làm cho mất cái nhựa đi nhé. Các bạn cứ ngâm cho mình từ 15 đến 20 phút nhé. Còn một cách nữa, các bạn mà làm nhiều mà, thì các bạn có thể dùng cơm mẻ cũng được nhé. Thường thường là dùng muối và chanh. Rồi. Các bạn thấy không? Nó không hề bị thâm đúng không ạ? Bây giờ đợi 15 đến 20 phút, sau đó mình rửa sạch và bỏ hết những phần nhỏ nhỏ nó đi, chỉ lấy những phần dài dài này thôi. Khi ngâm này các bạn để ý nhé, này nó rất là trắng này, cái nước này nó ra đục đục thôi. Cứ như ngâm tầm 15 phút là được, nó sẽ giòn hơn, nó sẽ trắng hơn và nó ngon hơn. Đây, các bạn thấy không, rất là trắng như này rồi. Đây là mình thái để xào nên mình không thái mỏng quá. Còn các bạn thái mỏng bằng nửa này nếu các bạn nộm nhé. Đây, khi được 15 phút rồi nhé. Nó như thế này rồi thì mình sẽ mang ra. Mình rửa sạch lại và bỏ hết cái phần hoa nhỏ nhỏ này đi nhé. Chỉ lấy những phần thân này thôi. Và mang sau đó mình để ráo nước và mang đi mình xào thôi. Rất là đơn giản thôi. Đây, khi mình rửa xong đây, nhìn nó rất là trắng này các bạn nhé, rất là ngon như này. Cái mẹo ở đây chỉ là các bạn ngâm với nước muối và chanh, và các bạn khi mua về thì các bạn để khoảng vài tiếng ngoài trời để cho nó hết bớt nhựa, sau đó mình đi làm nhé. Và giờ mình sẽ dừng video về cách làm sạch bí chuối ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình nấu cái món canh cần nước này nhé, thì mình cần chuẩn bị là các bạn đây là dùng nước, đây là nước linh xương của con gà ấy, hoặc là xương lợn nhé. Các bạn cho mình thêm một chút xíu muối này, một ít hạt lêm này cho nó ngọt đấy, mình đun sủi lên và cho cà chua vào cho mình này. Rất là đơn giản thôi, cái canh cần nước này chỉ cần một ít cà chua này, bây giờ các bạn đun sủi lên cho mình. Khi nó sủi nước này các bạn cho cần vào này. Ở đây mình nấu cần với thêm một ít giá nhé, mình thích ăn giá, còn không mình không cần cho thêm giá cũng được nhé, chỉ cần cần không thôi. Các bạn nấu như này ấy, thì các bạn sẽ có một bữa canh rất là ngon, mà cái canh này ấy, nó mát và nó như nó thanh nhiệt đấy, rất là tốt cho mùa hè này ấy. Đó. Các bạn cái canh này các bạn ăn với cơm này, ăn với bún này, ăn với phở đều được nhé. Đun cho cái nồi nước này nó sủi một lúc khoảng 3 phút là cái rau cần nó chín tới và cái giá nó cũng vừa vừa. Sau đó mình lên lại gia vị và cắt cái hành lá vào là được. Cái món ăn của chúng ta nó sẽ rất là ngon ạ. Cái canh cần này là cái món cực kỳ dân dã, nhưng mà ở quê mình ấy, cái món này mọi người rất là thích ăn đấy.